ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Tôi nè, Kim Anh à. Đang đâu vậy? Ê, đi cà phê không? Hả? Ồ, bận rồi hả? Ờ, tưởng rảnh rủ đi cà phê đồ. Ờ, ok, vậy thôi. À. Kỳ trời. Alo. Ờ, tôi nè, đang đâu vậy? Alo, nghe không vậy? Alo. Trời, cái gì ồn quá vậy? Định rủ đi cà phê. Hả? Nghe không vậy? Trời ơi. Có đi không? Đi cà phê. Rồi ok ok, rồi vậy thôi nha. Ờ. Trời ơi, gì sao ai cũng bận hết vậy? Mình... Chủ nhật gì mà chán quá vậy? Nè, không có coi thì coi, không coi thì bấm tắt đi, em bấm vậy là hư cái remote rồi sao? Làm gì mà cái mặt như cái mâm vậy? Anh vô viên nha. Ai chọc giận tiểu thư vậy? Em mát mẹ giờ á. Làm gì mát mẹ? Gì? Ôi mà nghĩ cũng lạ à, nghe. Lạ gì? Hôm nay chủ nhật mà sao nữ hoàng ăn chơi ở nhà vậy ta? Tại em. Anh vô viên quá. Ê xồ phải không? Anh đi đâu vậy? Đi chơi. Đi đâu vậy? Thì đi chơi với bạn. Thì em đi á. Đi theo hả? Dạ. Tâm Kida chịu không? Ok luôn, ok. Đây. Ok hả? Chờ xíu nha, em lên thay đồ cái. Đi đâu hả? Đâu hả? Lên thay đồ. Thay đồ làm chi? Đi làm Kida. Ai cho em đi đâu? Vô duyên, tự nhiên ta đi chơi với bạn gái người ta. Rồi hai người chở nhau, không lẽ em ngồi chính giữa hả? Rồi vô đi coi phim, rồi hai người ta ngồi ghế đôi, không lẽ em chung giữa em ngồi. Anh vừa phải rồi nha. Vô... Lẽ thay em làm Kida, anh cho em đi mà. Ôi vô duyên quá thôi. Anh Tùng. Cái gì? Cho em đi đi. Thôi ở nhà đi, bữa khác đi, đường ai nấy đi. Vậy nha. Vô gì? Vậy cái gì? Ăn cướp hả? Ăn cướp? Ăn cướp đâu rồi? Cướp 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 đâu? Hả? Ủa, đâu có ai cướp gì đâu. Thôi 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 rồi, kỹ này là nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ nó tính cướp xác tôi? Giữa ban ngày ban mặt, ban mặt mà nó cũng đòi cướp tôi nữa. Không được, mình phải giữ cái tấm thân này cho anh ấy. Không được, mình phải. Cô Tây. Cái gì? Gì vậy? Hả? Nãy giờ con có nói ai ăn cướp đâu. Ủa? Chứ sao nãy giờ tự nhiên giữa ban ngày ban mặt cái con hét ầm ĩ lên là cái gì, còn vụ gì vậy? Tại anh Tùng chọc con kìa. Trời ơi. Ở nhà mà nó có chọc ghẹo chút xíu mà cũng hét làm hết hồn hết vía. Làm con tưởng mừng quá, tưởng có cướp hay mừng quá. Hết hồn, tưởng sợ có cướp. Trời ơi, cô phải giữ lắm con ơi. Cô đi đâu vậy? Thì đi chơi chứ đi đâu. Đi đâu mặc đồ thấy ghê vậy trời. Đi chơi bời với cái gì? Ê quên hả? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đi chơi bời là đi chơi gì? Tự con không à? Gì? Tự nhiên cái chơi cô mặc đồ lẹ lẹt là sao? Đồ người ta đẹp vậy em kêu lẹ lẹt. Có màu cam tươi vậy thôi chứ gì đâu lẹ lẹt. Đẹp lắm, con mặc đồ đẹp lắm. Thấy không? Dạ. Trời ơi đẹp vậy tự nhiên nói. Thôi cô đi nha. Dạ. Vậy là chắc là ông khen cô đó. À, đi đi cô để trễ á. Dạ nha. Cô. Trời ơi, sao gặp toàn gì đâu không vậy? Chẳng lẽ điềm báo của mình là có thật sao? Tối qua nằm mơ thấy có một ngày cô đơn lạnh lùng, mọi người đều xa lánh. Chẳng lẽ là ngày hôm nay?
trời, Trung Trang nữa, Trung Trang ngồi đây con làm thơ hả? Mẹ, trong ngày chủ nhật mà con ở nhà vậy? Mẹ, con sợ mẹ buồn phải không? Con tính ở nhà để cho mẹ đỡ cô đơn đúng không? Mẹ, con đừng có lo, hôm nay mẹ không có ở nhà. Hả? Đừng nói mẹ đi đâu nha. Mẹ đi chứ, mẹ phải đi chứ con. Trời mẹ ơi, phải thoát thân, mẹ phải bùng nổ, mẹ phải, trời ơi, mẹ có một cái hương vị cuộc sống chứ. Trời ơi, con cứ bắt mẹ ở nhà hoài này mẹ chết đó con. Mẹ, con chở mẹ đi nha. Đâu cần. Bữa nay á là mẹ đã gọi bác Bình tài xế rồi. Kế hoạch này là có từ lâu rồi, con biết không? Hôm nay á có một số người bạn của mẹ ở nước ngoài về mà họ lại đặt ngọc của mẹ. Trời ơi. Hôm nay vừa đi chơi vừa có tiền nữa. Cuộc đời nó sung sướng gì đâu á. Hôm nay bé ở nhà nha. Bé ở nhà bé lo nhà lo cửa cho mẹ nè. Bé trong nhà đi để cho tình thương mến thương cho cái ngôi nhà nó yêu thương bé nhiều hơn. Bé ngồi á, khi nào mà bé buồn á, bé sẽ hát cái bài mà ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng vui quên trên môi ôi đường phố dài lời xuống. Trễ giờ. Ôi mẹ, con chịu luôn. Cho con chịu mình chứ. Thôi cho con đi với mẹ đi. Con đi với mẹ cho được. Con đi với mẹ. Toàn là người lớn không mà nói chuyện người lớn, con đâu nghe được đâu. Con nhà con buồn lắm. Không, con lâu lâu con phải tự gặm nhấm nỗi buồn để cho con trưởng thành hơn. Mẹ, con biết không, mình phải gặm nhấm nhiều nỗi buồn thì mình mới mau lên. Mẹ, yêu thương cái con đậm, yêu thương cho đâu á, ở nhà có nhà cho mẹ nha bé yêu. Mẹ, à quên nữa nè, nếu mà con buồn quá thì con gọi bạn của con đi, đi chơi với bạn. Con gọi hết rồi, bận hết rồi mẹ ơi. Trời, bạn bè của con nó bận hết vậy đó hả? Dạ. Trời, tụi nó thiệt là bận biểu. Ờ, hay là con điện thoại đến nhà anh chị hai đi, coi anh chị hai có nhà không, con đến con chơi, con thăm anh chị. Ủa sao con gọi mà anh chị không bắt máy mẹ? Rồi vậy là nó đi chơi rồi đó. Trời, trời ơi, cái ngày chủ nhật vui vẻ ai cũng đi chơi hết trơn hết trọi vậy. Ờ, có người nữa, chút chờ có anh ba thức chưa, rủ anh ba đi chơi. Bây giờ mẹ đi để trễ giờ nha. Ồ, tụt tôi. Thường sao đâu á. Mẹ không cho con đi thiệt à. Mẹ, mẹ, cái ngày gì vậy trời? Ê, trời ơi, sư huynh của mình. Trời ơi, trời ơi. Alo Quỳnh hả? Quỳnh đây, chuyện gì không muội? Ủa đang đâu vậy? Quỳnh đang ngồi cà phê. Hết ngày cà phê hả? Hẹn thằng bạn nước ngoài về á mà. Ủa, đi với bạn Quỳnh hả? Sao vậy? Muội có muốn đi chung với Quỳnh không? Ôi nhưng mà có phiền Quỳnh với lại bạn Quỳnh không? Phiền gì đâu bà ơi bà. Ờ, thằng bạn Quỳnh nó chưa tới, lát nữa nó mới tới á. Muội tới đây chơi với Quỳnh đi. Vậy hả? Ok ok. Ê, nhắn cho muội địa chỉ đi. Ok, lát gặp muội. À, xin lỗi nghe. À, không sao. Ấy đi trước đi. Người ta có tên đàng hoàng mà tự nhiên kêu ấy. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.